rất hiệu quả. Phần dưới tiếp tục nói: nhưng từ pháp môn tâm địa mà nói, câu này chúng ta vừa đọc qua. Thanh tịnh xứ giải thích thêm bước nữa là chỉ cho bổn tịnh diệu tâm. Dùng tâm này có thể nghe pháp rồi tín thọ, dùng tâm vốn tịnh diệu để nghe pháp, tín thọ phụng hành, nhất niệm tương ưng, hiểu rõ nguồn tâm, bừng sáng đại giác, vốn đã thanh tịnh, khế nhập pháp thân, cũng là đắc đến thanh tịnh xứ. Điều này cao rồi, rất cao. Ai có thể làm được? Có thể làm được. Chư Bồ Tát trong mười phương đến thăm thế giới Cực Lạc, họ có thể làm được. Bởi vì họ đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tăng, lại đến gặp Phật Di Đà, nghe pháp tín thọ, một niệm này tương ưng mà họ chứng đắc quả vị diệu giác cứu cánh viên mãn. Đây cũng chính là lý do các vị Bồ Tát phải đến thế giới Cực Lạc. Rất nhiều chư Phật Như Lai khuyên các vị Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Đến thế giới Cực Lạc thì việc chứng đắc quả vị rốt ráo viên mãn rất nhanh. Nếu không đến thế giới Cực Lạc, không gặp Phật A Di Đà, thì pháp thân Bồ Tát sau khi phá được vô minh, đoạn tập khí vô minh, phải mất ba A Tăng kỳ ký, cần thời gian dài như thế. Nhưng đến thế giới Cực Lạc thì khoảng thời gian này rút ngắn lại rất nhiều, làm cho họ thành tựu sớm hơn. Chư Phật Như Lai rất mong tất cả chúng sinh nhanh chóng thành Phật. Nhanh chóng thành Phật chỉ có duy nhất một con đường, chính là thân cận Phật A-di-đà. Quý vị liền biết thân cận Phật A-di-đà quan trọng đến mức nào. Pháp môn này là pháp môn rốt ráo viên mãn, chí cao vô thượng, không lời nào tán thán nó được. Đó là thật, không phải là giả. Nhưng vẫn còn nhiều người gây rắc rối, cản trở nó. Đó là ai? Cũng có một kẻ cầm đầu, là Ma Dương Ba Tuần đang lãnh đạo, tìm đủ mọi cách để gây trở ngại. Nhưng chúng ta có tính tâm kiên định, thì ta có thể đột phá sự trở ngại của họ. Ma Dương Ba Tuần từng đến tìm tôi, chỉ trích tôi chưa được sự đồng ý của ông ta, không bàn bạc với ông ta, liền xâm nhập đạo tràng của ông ta. Tôi bảo làm gì có, tôi đâu làm chuyện đó, sao lại không có? Tôi liền nghĩ ra,
xin ông ấy thông cảm cho tôi, xin ông ấy từ bi, tôi cúng bài vị cho ông ấy. Đạo tràng ông ấy ở đâu? Truyền hình vệ tinh là đạo tràng của ông ấy, mạng internet là đạo tràng của ông ấy, truyền thanh là đạo tràng của ông ấy, báo giấy là đạo tràng của ông ấy, tạp chí là đạo tràng của ông ấy, tất cả những tuyên truyền bất thiện nói về sát đạo dâm vọng đều là đạo tràng của ông ấy. Ngày nay chúng ta cũng có vệ tinh, cũng dùng mạng internet, như thế là xâm phạm đạo tràng của ông ấy, nên ông ấy đến hỏi tội. Tôi liền nói với ông ấy, ông vốn cũng là Phật, tất cả chúng sinh vốn là Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni không nói ngoài Mai Vương ba tuần ra, Ngài không nói như vậy. Không nói như vậy chứng tỏ ông cũng là Phật, ông vốn cũng là Phật. Nên từ bi một chút, chúng sanh đáng thương lắm, khổ lắm. Ông nên cho họ một con đường sống để họ đi, ông không nên chém hết giết sạch. Người thích làm việc ác, ông tiếp dẫn họ. Ma Dư dẫn họ đi đâu? Đều đi đến Tam Độ. Nhưng vẫn còn một số người tốt, ông cũng phải để họ thành Phật. Ông đừng gây khó dễ, đừng làm phiền họ. Tôi thương lượng với ông ta như vậy. Tôi nói đây là người số ít, không phải là số nhiều. Đây là dùng bổn tịnh diệu tâm, vậy là khá lắm.